Giữa đám cưới, bạn chú rể lao lên sân khấu náo loạn, tưởng quá chén, ai dè khúc cuối mới thực sự siêu phẩm. Đoạn clip được ghi lại trong một đám cưới khiến không chỉ cô dâu bất ngờ mà toàn bộ người xem cũng ngỡ ngàng suýt rụng tim ra ngoài. Theo đó, khi cô dâu chú rể đang đứng trên sân khấu, tay nắm tay, mắt đối mắt trao yêu thương, thì bất ngờ một người bạn của chú rể lao vụt lên, xen vào giữa hai người. Hàng loạt kịch bản cầu huyết được khán giả giàu trí tưởng tượng nghĩ ra. Nào là người yêu cũ của cô dâu cướp vợ, nào là chân ái của chú rể lên come out sự thật, ôi trời ơi, nào là thanh niên này uống say nên náo loạn làm can. Thế nhưng, sai hết. Và diễn biến tiếp theo khiến ai nấy đều mắt chữ A, miệng chữ O vì sự phối hợp đỉnh cao giữa hai nhân vật chính và hội bạn cùng tần số. Đúng là đỉnh chóp, một số bình luận để lại. Khúc cuối nghệ nguyên bụi luôn. Bạn thân nó phải thế, mà bạn không thân thì cũng phối hợp đỉnh chóp luôn. Thì tất cả đều xem nhảy quá 180 phút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV. Tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức hay mỗi ngày, bạn nhé.